Chào mừng tất cả anh chị đến với đầu tư tiền điện tử và em là Cương Trần. Thì ngày hôm nay em sẽ giới thiệu cho anh chị 7 cách kiếm tiền trong thị trường cryptocurrency. Thì đây là 7 cách kiếm tiền an toàn và hạn chế rủi ro trong thị trường. Thì trước khi đi vào chi tiết thì cũng như thường lệ, nếu anh chị nhận được giá trị ở video này thì mình nhấn like và subscribe để ủng hộ kênh. Những anh chị nào mình là người mới, mình chưa tham gia vào nhóm Telegram, mình có thể nhấn vào đường link bên dưới ở phần mô tả để mình tham gia nhận tín hiệu hỗ trợ. Rồi, sau đây em sẽ đi vào chi tiết của chủ đề ngày hôm nay. Rồi, thì những cách kiếm tiền trong thị trường cryptocurrency thì nó sẽ bao gồm: thứ nhất là trade coin, thứ hai là hold coin, thứ ba là mining, thứ tư là staking, thứ năm là farming, thứ sáu là mua bán những sản phẩm NFT và thứ bảy là airdrop và bounty. Thì mỗi một cái cách kiếm tiền nó sẽ có ưu và nhược điểm riêng. Thì sau đây em sẽ cùng anh chị đi tìm hiểu chi tiết của từng phần một. Thì thứ nhất là trade coin. Thì trade coin thì nó sẽ có hai cách. Thứ nhất là mình trade mặt exchange, là mình không sử dụng đòn bẩy, thì mình chỉ mua là mua thấp bán cao thôi. Còn hai á là mình sử dụng margin. Margin là mình sử dụng đòn bẩy và mình có thể là quấn hai chiều, quấn long cũng được và short cũng được. Đó. Thì về exchange á, thì thứ nhất á, là nó sẽ hạn chế cái rủi ro của anh chị. Là ví dụ như là đây, thì em sẽ ví dụ cho anh chị thấy, là ví dụ như là em đang chơi BTC, thì em trade thì em sẽ quýnh một chiều. Và thứ là ví dụ như là hiện tại giá Bitcoin bây giờ đang là 35.768 đô và em dự đoán nó lên là khoảng 50.000, thì em đặt mua ở vùng giá này và lên 50.000 em bán. Thì nhưng mà lỡ như là em đoán sai thì như thế nào? Thì em sẽ có một cái lệnh gọi là stop loss, stop limit á. Đó, lệnh cắt lỗ. Ví dụ như là em cho phép em nhận thua lỗ ở vùng giá là 7% so với mức giá em mua, thì em đặt ngay đó và tới thời điểm đó là tự động nó sẽ cắt đó. Thì về win exchange là như vậy. Còn đối với win margin thì cũng tương tự như vậy, nhưng mà nó sẽ cho mình đánh là hai chiều và nó sẽ cho mình mượn đồng bẩy, là mình mượn tiền của sàn để mình đánh. Thì ở đây ở trên sàn á, thực sự là nó có những cái đồng nó cho mình win là ít 100 lần, giống như BTC thì ít có thể là 100 lần đó. Thì mình sẽ thứ nhất á, là có hai loại, một là win margin, còn thứ hai là win future. Đó, margin là mượn tiền của sàn đánh, còn future là mình dùng tiền của mình đánh luôn. Đó, mình không phải đi mượn. Đó. Thì đó là cái cách thứ nhất, đó là mình, một là mình win, mình giao dịch trade coin win exchange hoặc là win margin. Còn cách thứ hai thì gọi là hold coin. Hold coin thì đối với những cái anh chị á, là mình không có nhiều thời gian và mình không có tập trung chuyên sâu ở trong thị trường, và mình chỉ là một nhà đầu tư đơn thuần trong cái thị trường thôi. Còn trade coin là những cái nhà giao dịch thường xuyên, người ta ở trong thị trường và người ta mua bán trong thị trường luôn. Còn hold coin thì dành cho những cái anh chị mà mình đang có công việc ổn định của mình và mình muốn đầu tư ở trong cái lĩnh vực này thì mình phải lựa chọn để hold coin. Thì khi mà mình hold coin thì anh chị cần phải hiểu rõ là thứ nhất á, là mình phải chọn những cái đồng coin là nó có nền tảng, và thứ hai là đội ngũ phát triển rõ ràng, thứ ba là có những cái quỹ đầu tư nào ở phía sau đó, và cái lộ trình phát triển của nó như thế nào. Thì anh chị muốn hold một đồng coin thì anh chị có thể là lên CoinMarketCap để anh chị tìm hiểu. Thì em sẽ ghi những cái tiêu chí để đánh giá một cái đồng coin để hold luôn. Thứ nhất á, là nền tảng. Thứ hai là công nghệ. Thứ ba là đội ngũ. Thứ tư là các backer á, những cái quỹ đầu tư đứng sau nó là ai. Đó. Thứ năm á, là mình phải những cái đồng coin này nó phải là xu hướng nữa, theo đúng xu hướng thì cái khả năng tăng trưởng nó ứng dụng vô thực tế á. Đó. Thì cũng phải theo cái xu hướng
chính của thị trường, giống như anh chị nào mà từ 2017 mà mình 2017 2018 á, mình đi mua những cái đồng coin mà nó về về DeFi anh chị, tài chính phi tập trung á, thì tới 2020 2021 thì anh chị đã cảm nhận được cái quả ngọt của nó. Và bây giờ thực sự là về trend NFT thì những anh chị nào mình mua những cái đồng coin NFT thì nó đã cũng kiếm được khá nhiều tiền đó. Rồi tiếp theo về mining. Mining thì cái này là thứ là dành cho những cái anh chị á, là mình có một số tiền lớn và mình phải am hiểu về 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 cái ngành này thì thực sự mình mới làm được. Còn mình là những cái người mới á, thực sự là để mà mình tìm hiểu, mình mua máy, thứ nhất là mình mua máy về mình đào coin á, mining đào coin á, đào Bitcoin hay là những cái đồng coin nào nó sử dụng thuật toán Proof of Work á, thì thực sự là cũng khá là khó khăn. Thì bên cạnh đó là có những cái đồng giống như là đào Bitcoin thì người ta sẽ gắn những cái nhà máy kinh khủng như vậy nè anh chị, rất là kinh khủng và số lượng máy rất là lớn. Thì đây là những cái máy máy dùng để giải những cái bài toán ở trong 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 cái mạng lưới của Bitcoin hoặc là Ethereum thì nó mới cần cái khối lượng máy lớn như vậy. Còn mà những cái đồng coin nhỏ hơn mà ít ai biết tới giống như Dogecoin hay là tu tù coi những cái đồng coin em giới thiệu á, thì anh chị có thể là dùng cái CPU của anh chị có thể đào rồi, nhưng mà với số lượng máy mình ít như vậy thì năng suất nó không đáng kể, thì thay vì mình đào thì mình có thể là đi mua luôn. Còn mining thì để thời điểm bây giờ thì anh chị đào vẫn có lời, nhưng mà để mà khi mà thị trường nó downtrend á, anh chị bỏ tiền anh chị đào thì nó sẽ tối hóa lợi nhuận của anh chị hơn. Và nếu mà xác định đi đào á, thì mình phải có một số tiền lớn. Thực sự là em khuyên anh chị như vậy. Đó, rồi tiếp theo là staking. Staking thì cái này rất là dễ, bằng chứng cổ phần. Thì hiện tại bây giờ là rất nhiều các đồng coin nó đã chuyển qua thuật toán là Proof of Stake. Mining sử dụng thuật toán là Proof of Work, là bằng chứng công việc. Thì mình sẽ phải sử dụng những cái máy để mình giải những cái bài toán đó để nhận phần thưởng. Còn Proof of Stake thì nó dễ hơn là bằng chứng cổ phần, và Ethereum bây giờ nó cũng đang chuyển dần qua Proof of Stake rồi. Thì Proof of Stake là khi mà anh chị nắm giữ một cái đồng coin giống như là ADA đi, đó là Proof of Stake là bằng chứng cổ phần á. Anh chị nắm giữ càng nhiều đồng ADA và anh chị đem đi staking á thì anh chị nhận được rất là nhiều, nhận được tiền, nhận được lãi. Lãi suất trên trên cái đồng ADA của anh chị đem bỏ vô cái node để anh chị staking. Thì bên cạnh đó hiện tại bây giờ trên sàn giao dịch giống như hầu hết tất cả các sàn đều có chức năng gọi là staking rồi, là gửi đó, staking anh chị đều có hết đây. Đâu để em coi trên Binance nè. Đâu cái phần này em quên mất tiêu rồi. Đây, nên chị có thể là staking đây nè. Giống như là BNB, anh chị gửi staking một năm là 12.46%. Nó thì sàn nó cũng hỗ trợ luôn. Thì sàn nó sẽ lấy tiền của anh chị đi bỏ staking ở các pool á. Rồi thì nó sẽ với cái mức lãi suất cao hơn và nó sẽ trả lãi suất cho anh chị là đối với đồng BNB là 12,46% nè. Đó, anh chị thấy không ạ? Và những cái đồng khác. Trên đây rất rất là nhiều đồng anh chị. Đó, thì sản phẩm cũng rất là nhiều. Nhưng mà nếu mà anh chị nào biết biết kỹ hơn á thì mình sẽ đi staking ở những cái pool. Ở những cái pool thì mình sẽ tối hóa được lợi nhuận. Nè, đây. Đó. Có những cái pool á, cái pool nó trả lợi nhuận cao hơn. Giống như để em ví dụ cho anh chị là cái đồng COD đi. Đây, COD. COD.TV nè. Cái đồng COD á thì ở trên sàn nó chỉ trả cho anh chị là một năm vài chục phần trăm thôi. Nhưng mà đối với khi mà anh chị đem bỏ vô vote node á. Đó. Đó, bỏ vô cái pool á, bỏ vô cái pool ở trên trên chính cái trang chủ code.tv này thì anh chị sẽ lấy được cái phần thưởng nó cao hơn. Thì một năm nó khoảng là
10 tháng là 70% một năm, 80 tới 90% lận, nhưng mà Binance nó chỉ trả cho anh chị là 50% đó. Đó thì anh chị cần phải hiểu rõ về cách đi 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 staking. Đó, anh chị phải hiểu là như vậy. Bằng chứng cổ phần thì anh chị nắm nắm giữ càng nhiều cái lượng lượng coin thì nó sẽ trả tiền cho anh chị càng nhiều. Đó anh chị hiểu rõ như vậy. Rồi tiếp theo là về farming. Thì khi mà cái trend về tài chính phi tập trung DeFi nó phát triển á, thì có một cái cách kiếm tiền mới, đó là farming. Thì mình đi cung cấp thanh khoản trên những cái sàn phi tập trung giống như là Uniswap, PancakeSwap hay là BakerioSwap. Thì mình sẽ được cái phí giao dịch mà cái sàn phi tập trung đó nó trả cho mình, thì mình cung cấp thanh khoản. Thì ở đây thì em sẽ ví dụ cho anh chị thấy, và em làm rất nhiều cái video về 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 cách cung cấp thanh khoản trên sàn PancakeSwap cũng như các sàn sàn phi tập trung khác. Thì trên nền tảng của Uniswap á, thì cái phí giao dịch nó khá là cao nên là em không có làm, thì chủ yếu là em làm trên BSC và HecoChain. Thì để mình cung cấp thanh khoản trên đây á, thì em sẽ lấy ví dụ anh chị thấy là em cũng đang cung cấp thanh khoản cho một cặp tiền, đó là BNB trên là đồng Sen. Đây, BNB trên đồng Sen là lãi suất một năm á là 294%. Thì khi mà đi cung cấp trên thanh khoản cho những cái sàn phi tập trung này, nó có ưu điểm á là nó lãi suất cao hơn so với là mình đem đi staking, nhưng mà cái rủi ro á là cái đồng coin của mình nó giảm. Và thứ hai nữa là sàn bị hack. Thì nếu nói về coin giảm thì thực sự là đi staking thì đồng coin mình giảm thì nó cũng giảm, đúng không anh chị? Nhưng mà cái rủi ro nữa là trên những cái sàn phi tập trung này nó có khả năng bị hack. Đó thì anh chị có thể là cân nhắc khi mà mình đi farm. Đó, còn coin giảm thì thực sự nếu mà thị trường down thì con nào cũng giảm như nhau. Đó. Rồi đây em đang cung cấp là sen trên BNB với khoản lợi nhuận là 294% một năm. Và tổng trong cái pool này đang cung cấp là 3 triệu đô. Đó anh chị thấy không? Đó, em có làm cái video chi tiết về cách đi farm ở trên kênh á, thì anh chị nào không biết á thì anh chị có thể nhấn vào đầu tư điện tử nè. Anh chị nhấn danh trên phát. Đó, rồi đây. Đây Year Farming nè anh chị. Đó anh chị nhấn vào thì có những cái video nó hướng dẫn chi tiết. Đó, còn anh chị nào là người mới, mình cần tìm hiểu những cái kiến thức, những cái khóa học cho người mới, thì em cũng có làm một cái khóa học cho người mới, anh chị có thể vào xem. Đó, cái gì em cũng có cái danh sách phát trên đây á, anh chị có anh chị cần thì anh chị lên xem nha. Rồi tiếp theo là mua bán các vật phẩm NFT. Nếu anh chị là người sáng tạo nghệ thuật thì NFT gọi là non fungible token, là một token không thể thay thế. Thì hiện tại nó đang là một cái trend và có thể là bùng nổ vào tháng 6 trong thời gian sắp tới. Thì là anh chị có thể là mình lên những cái sàn giao dịch giống như là Chainsea, rồi OpenSea, rồi rất là nhiều các sàn giao dịch NFT để mình có thể là kiếm tiền trên đây. Thì cách kiếm tiền trên NFT, thứ nhất là mua bán tranh, thứ hai là các sản phẩm âm nhạc, thứ ba là chơi game NFT và mình bán những cái vật phẩm trên game, rồi nó thì vân vân như vậy. Đó anh chị có thể là tìm hiểu chuyên sâu về NFT, những cái video clip em làm á em có hướng dẫn chi tiết luôn. Đó, rồi tiếp theo là cái cuối cùng là về eRobonty. eRobonty là dành cho những cái anh chị nào mình mới bắt đầu thị trường và mình không có nhiều tiền, thì mình có thể kiếm tiền bằng cách là sử dụng eRobonty. Là những cái khi mà một cái dự án á nó mới ra và nó cần cộng đồng BIA cho nó, thì nó sẽ làm những cái chương trình tặng tặng coin cho những người mới tham gia vào cái sàn giao dịch của nó. Thì xong giống như cái sàn đây, em sẽ ví dụ cho anh chị. Đây, đây là sàn Wasic nè anh chị. Thì vào khi mà nó mới mới được Binance mua lại á, nó có một cái chương trình airdrop là anh chị đăng ký ở trên cái sàn này thì nó sẽ tặng cho anh chị là 100 đồng WRX. Thì thời điểm đó là nó có một cái cơ chế rất là hay anh chị, nó có cái smart contract á. Khi mà anh chị chỉ cần đăng ký thôi, anh chị gửi tiền vào, gửi khoảng là
hồi đó là em nhớ không nhầm em gửi 10 đồng tròn vào thì nó sẽ tặng cho em 10 đồng WRX. Thì hồi đó mình cũng không để ý nữa, lúc đầu nó mới ra drop thì mình nghĩ là mấy bạn bè mình nói là nó phải bắt xác minh tài khoản KYC rất là khó nên là em không có quan tâm luôn. Nhưng mà sau này khi mà em để ý á, thì em vô em đăng ký là không cần phải xác minh tài khoản, mà mình chỉ cần thực hiện một giao dịch thôi là nó đã tặng tặng coin cho mình rồi. Thì em biết được cái lỗ hổng của nó và em đã tạo rất là nhiều tài khoản con trên một cái tài khoản á, kiếm được rất là nhiều tiền anh chị. Và tới thời điểm này, có lúc mà uptrend vừa rồi, cái đồng WRX nó lên là đây, WRX nó lên rất là cao. WRX nè, cái đỉnh của nó là 6,6 đô anh chị. Thì lúc đó em kiếm được rất là nhiều nha. Và hồi đó thì lúc mình bắt đầu vào thị trường mình cũng không có tiền, mình làm airdrop tới khi mà nó phát ra, lúc đó giá là 0.0002. Đây nè anh chị có thể là kiểm tra luôn á, em nói thiệt luôn, hồi đó em kiếm được rất là nhiều đồng WRX luôn mà em không có tiền, em phải bán đi. Lúc mà nó lên là 0.02, nhưng mà sau này là nó lên là 0.2 á là em đã bán rồi. Lên 0.2 á là tụi em kẹt tiền quá, tụi em bán hết luôn. Đó, cũng rất là tiếc. Thật sự rất là tiếc anh chị. Thì nếu mà mình giữ tới thời điểm này là tới thời điểm mà 6 đô á là chắc phải kiếm được 5-60 ngàn đô, là tính ra cả tỷ bạc anh chị. Nhưng mà tiếc quá là mình bán cũng hết. Và tới thời điểm này thì còn rất là ít thôi, rất là ít, nhưng mà đợt mà nó lên 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 5 đô á em bán cũng cũng kiếm được vài ngàn đô đó. Thì đó là một năm á, mình chỉ cần làm được một kèo như vậy thôi là mình đã kiếm được rất nhiều tiền từ 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 những cái Bounty rồi. Đây là trải nghiệm thực của em anh chị, là khi mà mình không có tiền mình đi tham gia vào Bounty á thì mình sẽ kiếm được nhiều tiền. Thì cách kiếm Bounty như thế nào thì sắp tới em sẽ làm một cái kênh hướng dẫn về làm Bounty để cho những cái anh chị người mới á mình kiếm tiền ở trong cái lĩnh vực này đó. Rồi thì chia sẻ của em tới đây là hết. Những anh chị nào mình nhận được giá trị video thì mình nhấn like và subscribe để ủng hộ kênh. Những anh chị nào mình là người mới, mình chưa đăng ký sàn Binance, sàn Huobi, sàn NFC, mình có thể nhấn vào đường link bên dưới tham gia để ủng hộ kênh. Rồi, xin chào và tạm biệt anh chị. Hẹn gặp anh chị ở những video lần sau.